Xin chào tất cả các em, chúng ta lại được gặp nhau rồi. Và video hôm nay chị muốn giới thiệu là chiếc nồi cơm điện mini, đồ dùng rất cần thiết cho căn bếp búp bê của chị em mình. Trên mạng chị cũng đã thấy một số video làm nồi cơm, nhưng thêm một cách hướng dẫn khác sẽ giúp các em dễ dàng chọn lựa theo sở thích của riêng mình nhé. Nguyên liệu chính làm nên nồi cơm là hai vỏ hộp sữa chua men sống này. Đồ vật thứ hai là chiếc cốc đong thuốc siro. Nó có vạch kẻ giống phần lõi nồi cơm đấy các em ơi. Chị đo lấy dấu cho vỏ hộp sữa chua, dùng dao dọc giấy cắt bằng chiều cao cốc đong thuốc. Đây chính là vỏ ngoài của nồi cơm. Chị sẽ sử dụng phần đáy lọ sữa chua thứ hai làm nắp nồi. Nắp này không cần cao nên chị chỉ cắt khoảng nửa cm đáy lọ thôi. Vì vết cắt hơi gồ ghề nên chị dùng rũa móng tay mài nhẹ nhàng cho mịn đẹp, giống như là mình làm điệu cho móng ý. Chị mài cả phần thân nồi này nữa nha. Tiếp đến chị sẽ sử dụng hai loại sơn móng tay để phủ ngoài thân nồi. Cái này cũng giúp che đi vết chữ in không đẹp mắt. Chị dùng sơn nhũ cam phết đều lên thân nồi. Để sơn không bị dính vào tay, các em có thể dính đáy nồi lên lọ sơn móng tay khác để tạo điểm tì và tay cầm cho hộp sữa. Rồi tiếp tục sơn cho kín bề ngoài vỏ hộp nha. Chị làm tương tự với nắp nồi cơm, nhưng thay màu sơn cam bằng sơn trắng để tạo sự đối lập vui mắt. Với lõi bên trong nồi cơm điện, các em có thể dùng sơn móng tay màu nhũ bạc. Còn chị sẽ dùng màu nhũ này vì hộp mở còn khá là nhiều mà. Giờ chúng ta cần làm tay cầm cho nắp nồi cơm điện ở đây nhé. Chị sẽ sử dụng giấy xốp trắng. Các em cắt một sọc giấy có bề rộng 0,5 cm, đo chiều dài khoảng chừng 13 cm. Chúng ta có thể cắt nhọn hoặc là tròn hai đầu để trang trí tay cầm cho nắp nồi. Nhỏ một dải keo đa năng lên nửa đoạn xốp, gập đôi để chúng dính kẹp chặt vào nhau. Tiếp theo, nhỏ chút keo vào đầu đoạn xốp gấp nếp, dính nó vào 1/3 nắp tròn. Đợi keo khô, chúng mình vòng gập giải xốp để tạo đường cong, giống như là tay cầm nồi cơm các em vẫn cắm hàng ngày đó. Và tất nhiên chị gắn nó cố định vào phần nắp nồi vừa ốm rồi. Nhỏ keo lần cuối vào đoạn xốp còn lại, dính gắn nắp vào thân nồi cơm kết nối chúng lại với nhau. Khá là đơn giản đúng không nào? La 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 la
Để chiếc nồi trông giống thật hơn, chị làm thêm phần nút bấm và đèn báo hiệu để nấu cơm. Chị cắt một miếng xốp hình chữ nhật nhỏ, cắt bo tròn bốn góc. Dính nó vào cạnh sườn nồi cơm bằng băng dính hai mặt. Dùng bút mi đen hoặc là xám vẽ viền một hình chữ nhật bé xíu. Nút giữ ấm sẽ được tô màu cam. Còn nút nấu cơm chị sẽ tô màu đỏ chót nhé. Chiếc nồi sắp xong rồi đấy, chỉ còn dây cắm cơm nữa thôi. Theo đó, chúng ta cần một đoạn dây dù trắng dài khoảng 20 cm. Đây là bìa mô hình dày 0,5 cm. Chị cắt một hình vuông nhỏ. Chúng ta có thể dùng đất nặn hoặc là phấn viết cũng được. Mài tròn bốn góc bằng giữa móng tay. Chọc hai lỗ nhỏ bằng ghim cài hoặc là cây kim may áo. Tiếp đến, cắt hai đoạn kim loại từ chiếc ghim vòng tròn trơn. Cắm chúng song song vào hai lỗ vừa chọc sẵn ban nãy. Để đối diện với nó, các em dùng compa dùi một lỗ to hơn. Nhỏ chút keo đa năng vào một đầu sợi dây dù. Rồi dùng đầu nhọn compa ấn từng chút một vào lỗ tròn vừa tạo nhé. Chị đã có được một chiếc tích cắm điện cho dây nồi cơm rồi nè. Nhỏ xíu xịu xiu, rất là xinh xắn nha. Và đầu dây còn lại, chúng ta gắn nó xuống đáy nồi cơm bằng băng dính hai mặt. Cái này đơn giản hơn rất nhiều đúng không các em? Vậy là xong rồi đấy, các bé búp bê của chị sắp có một nồi cơm điện mới. Phần lõi này để chứa cơm, màu nhũ bạc trông giống như là lớp sơn chống dính của nồi cơm vậy. Thử đậy nắp nồi lại xem nào. Ồ, nó rất là dễ bị bật ra. Chúng ta sẽ phải giải quyết sao về vấn đề này. Thật may là chị đã nghĩ ra cách khắc phục. Đó chính là sử dụng một mẩu băng dính hai mặt. Chị dán vào phía dưới nắp nồi cơm, ngay vị trí dễ bung nắp nhất. Bóc miếng dính và giờ thử lại lần nữa xem nào. Rõ ràng là nó phát huy tác dụng đúng ý. Chiếc nắp đóng lại dễ dàng hơn nhiều nè. Và đến đây video của chị cũng xin được tạm dừng. Nếu các em thích chiếc nồi này, hãy cho chị một like và chia sẻ với bạn bè cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký nhớ nhấn nút subscribe để đón xem video mới nhất nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở video sau.